Sài Gòn chuẩn bị. Từ từ thôi á, cho nó đi vô. Đi vô. Thì bây giờ Hương Yên chuẩn bị vào diễu hành ạ. Đi vô. Làm tất cả các em ở địa phương có 1 2 người. Đại cường đại. Tất cả các địa phương này thì ra chuẩn bị sẽ đi một vòng nữa là để kết thúc phần khai mạc diễu hành và chúng ta bắt đầu cuộc thi ạ. Xin mời tất cả các địa phương ạ. Tôi sẽ tổ chức bắt đầu cuộc thi FCI sẽ được diễn ra đầu tiên. Alo. Và xin mời các chủ chó có số báo danh như sau ạ. Diễn đi hạng baby đực số 01 03 04 05. Ôi ơi, bê một cái 07, ra đây kìa. Chuẩn bị. Đây mày đỡ đi. Diễn đi baby cái 09 10 11 chuẩn bị.